ngoài trời nắng nóng lên tới 38 độ C. Người người mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang. Còn ở bên trong quán cà phê đóng băng Ice Coffee, mỗi người lại được phát một chiếc áo lông dày để chuẩn bị chống chọi với cái lạnh âm 10 độ C. Bước vào bên trong, nhiều người quên hẳn mùa hè nắng nóng bên ngoài mà cứ ngỡ như đang lạc vào Bắc Cực vì tất cả bàn ghế, đồ trang trí đều làm từ băng. Những đứa trẻ sinh ra ở thành phố nhiệt đới rất thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm một không gian băng giá như thế này. Em thì nó độc đáo vì mọi thứ ở đây đều là bằng băng. Còn em thích vì ở Hà Nội nó rất là nóng, xong rồi vào đây thì rất là mát. Thì con rất là thích cái kiểu lạnh như này. Mùa hè nó mà nóng thì được vào này thì rất là mát. Thứ nhất là hai con tàu lồng. Một con tàu lồng có một sừng, một con tàu lồng có hai sừng. Chủ nhật là sao? Cháu muốn bố đưa đến đây nữa. Này là ý tưởng của hai bạn trẻ 9X và xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây 3 năm. Sau thành công ở trong Nam, cà phê đóng băng quyết định mở rộng quy mô ở Hà Nội. Quán mới khai trương được 5 ngày nhưng đã thu hút được lượng khách lớn, không chỉ giới trẻ mà rất đông các gia đình. Nó đấy sẽ là một cái điểm lý tưởng cho mọi người đến đây được vì nó có cái sự trải nghiệm. Trải nghiệm để cho cảm giác là lấy độ tức là cái mới mẻ của quán cà phê, vì giờ quán cà phê hiện nay như thế này là không có. Thực ra là đây là một điều rất thú vị và lý thú, đặc biệt là trong những ngày hè như này, những ngày hè đang rất nóng bức, bây giờ ngoài trời 38, 39 độ thì đây là cũng điều mới lạ, và tôi cũng rất muốn là các con cũng như bản thân tôi được thưởng thức những cái điều mới lạ, đó là những cái kỷ niệm đẹp về cả về sau nữa. Thực ra rất độc đáo. Để giữ nhiệt độ âm 10 độ C, quán chạy hệ thống máy làm lạnh công suất lớn kết hợp với hệ thống lấy không khí tươi nên khách hàng không có cảm giác bị khô da. Bên ngoài là nơi chuẩn bị cho khách mặc áo lông và gọi đồ uống. Ngoài ra cũng là nơi để mọi người nghỉ ngơi sau khi ra khỏi phòng lạnh, tránh cho khách hàng bị sốc nhiệt khi thay đổi nhiệt độ đột ngột. Mặc dù thức uống của quán không rẻ, dao động từ 100 đến 150.000 đồng, nhưng vẫn rất đông khách hàng tìm đến Ice Coffee vì những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo.